Xót xa gia cảnh cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Lai Châu. Lời khai kẻ dẫn dụ tài xế xe ôn công nghệ vào bãi đất trống rồi cướp tài sản. Nam thanh niên tử vong do xô xát lúc nửa đêm ở Lào Cai. Bộ Công an khởi tố bắt 9 bị can liên quan đến vụ hậu pháo. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tích cực điều tra vụ sát hại cô gái 21 tuổi tại bản Phiên Án, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên hôm 5 tháng 3. Vụ án khiến dư luận phẫn nộ bởi hành vi ra tay tàn ác với người yêu của gã thanh niên Lò Văn Sương, đồng thời cũng không khỏi xót xa khi gia cảnh nạn nhân hết sức khó khăn, tuy còn trẻ nhưng cũng là mẹ của hai con nhỏ. Nói về quá trình điều tra vụ án, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết nhiều khả năng do uống rượu nên Sương mất kiểm soát và gây án mạng. 4 ngày trước khi gây án mạng, Sương đã sử dụng ma túy cùng với anh trai nạn nhân. Đến trưa hôm gây án, Lò Văn Sương đã uống rượu với anh trai của nạn nhân. Đây có thể là lý do khiến đối tượng mất khả năng kiểm soát do nồng độ cồn. Nói về hoàn cảnh của gia đình cô gái 21 tuổi bị sát hại, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ, đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện di dân. Bố nạn nhân đã xây dựng gia đình lần thứ 3, nạn nhân có 2 con nhỏ và trước đó cũng đã ly hôn. Trong nhà không có một thiết bị giá trị nào, không có cả thiết bị điện. Khi nạn nhân tử vong, gia đình có ý định chỉ mượn ít cốt pha của hàng xóm về để lo hậu sự. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên đã vận dụng các chính sách của nhà nước, đồng thời kêu gọi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân được gần 20 triệu đồng để lo tang lễ cho nạn nhân. Công an huyện Tân Uyên cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện vào bản Phiên Án thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ gia đình bị hại, đồng thời tổ chức họp bản thông tin kết quả điều tra vụ án, ổn định tinh thần cho bà con nhân dân bản yên tâm lao động sản xuất, tiếp tục tích cực tố giác tội phạm trên địa bàn. Qua lời khai của nghi phạm và điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn tới án mạng chỉ bởi những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa đối tượng và nạn nhân. Đối tượng gây án chỉ 23 tuổi. Dù thời gian yêu nhau có mặn nồng, thắm thiết, nhưng đến khi tức giận, gã thanh niên vẫn ra tay sát hại chính người mình yêu rồi nhận lấy kết cục bi thảm. Sau cùng, bản án mà đối tượng phải nhận là gì? Chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị ngay khi có thông tin mới nhất. Thời gian qua đã xảy ra không ít những vụ tấn công tài xế taxi cướp tài sản của xe ôm công nghệ, khiến cánh tài xế bất an vì tính mạng và tài sản của bản thân có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Trong vụ cướp tài sản của tài xế xe ôm mới xảy ra tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, kẻ gây án đã khai nguyên nhân và chi tiết quá trình dẫn dụ tài xế vào bãi đất trống. Ngày 8 tháng 3, Công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Việt Hưng, 29 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, để điều tra hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, Hưng nói do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Rạng sáng 7 tháng 3, Hưng đến giao lộ Tên Lửa, đường số 1, thì thấy anh VND, 37 tuổi, ngụ Bình Dương, là tài xế xe ôm công nghệ đang chở khách. Hưng nói anh D trở về khu vực cầu Phú Xuân, huyện Nhà Bè, đến hẻm 1806, đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Hưng yêu cầu anh D rẽ vào và nói chạy chậm lại. Đến bãi đất trống cuối hẻm, Hưng dùng dao đâm vào hông, vai anh D gây thương tích. Thấy anh D bỏ chạy, Hưng lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Anh D sau đó được người dân đưa đi cấp cứu và báo cảnh sát. Sau 4 giờ, công an đã bắt được Hưng đang trốn ở Bình Tân. Vụ việc trên tiếp tục là hồi chuông báo động về tình trạng cướp tài sản đe dọa tính mạng tài xế xe công nghệ. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an, để phòng ngừa tình trạng này, bản thân mỗi tài xế cũng cần đề cao cảnh giác và chủ động những biện pháp đảm bảo an toàn cho chính mình. Mâu thuẫn tranh chấp đất đai là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ xô xát gây gổ, dẫn tới đổ máu, thậm chí gây ra án mạng. Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất đai dẫn đến xô xát khiến một thiếu niên sinh năm 2007 bị đâm tử vong. Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 7 tháng 3, tại gia đình anh Hoàng Văn Tới sinh năm 1985, tổ dân phố 8, thị trấn Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ xô xát khiến một nam thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu. Trước đó khoảng 23 giờ cùng ngày, Đỗ Văn Phùng sinh năm 1992, biệt danh Phùng Sức, thôn Hợp Giao, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, đi cùng Phạm Văn Xuân sinh năm 1988 và Hoàng Thị Nga, vợ của Xuân, sinh năm 1994, cùng trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tàng Lỏng, đến nhà Tới, anh rể của Xuân, để nói chuyện về tranh chấp đất đai giữa gia đình Xuân với gia đình Tới. Quá trình nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn giữa chị Phạm Thị Hằng, vợ của Tới sinh năm 1985, với Đỗ Văn Phùng. Mâu thuẫn khiến Tới cùng con trai là Hoàng Việt Tấn sinh năm 2007 đã xô xát với Đỗ Văn Phùng và bị Phùng sức dùng dao chém khiến cháu Hoàng Việt Tấn bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Đối tượng Đỗ Văn Phùng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam khám xét đối với 9 bị can, trong đó có Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này, cùng về tội nhận hối lộ. Các bị can này có liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn với người đứng đầu là Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo. Chiều tối 8 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước. Ngày 7 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, ngoài Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam 7 bị can khác. Trong đó có ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự. Ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 3, điều 366 Bộ luật hình sự. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Quý vị thân mến, sáng ngày 8 tháng 3, phiên xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo tiếp tục ngày thứ tư với phần xét hỏi liên quan đến hành vi phạm tội, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Qua lời khai, quá trình mà nhóm bị cáo thẩm định giá tiếp tay để Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng SCB đã được hé lộ. Trong ngày làm việc thứ tư của phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan có mặt tại tòa với tinh thần ổn định, vẻ mặt điềm tĩnh. Trên tay bà Lan là tập hồ sơ giải cụm được chuẩn bị cho phiên xét hỏi. Trước đó, trong giờ giải lao phiên xét xử hôm 7 tháng 3, Hội đồng xét xử nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan và chồng của bị cáo là Chu Lập Cơ do luật sư viết thay, trình bày hiện tại còn nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đang nợ tiền của các bị cáo. Hai bị cáo này còn nguyện vọng để con gái đại diện cho gia đình đi thu hồi số tiền này để khắc phục hậu quả của vụ án và đề nghị hội đồng xét xử cho phép chuyển đơn của các bị cáo đến con gái để thông báo ý kiến về việc thu hồi các khoản tiền nói trên. Bị cáo Trương Huệ Vân vẫn giữ sắc thái, tinh thần ổn định. Trong phiên xét xử hôm ngày 7 tháng 3, bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu và rơm rớm nước mắt khi khai báo về mối quan hệ với bà Trương Mỹ Lan. Nhóm bị cáo đầu tiên bước lên bục xét hỏi thuộc công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú. Công ty này do Trần Thị Kim Ngân từng làm tổng giám đốc. Trong đó, bị cáo Trần Văn Nhị, Trần Tuấn Hải, cựu thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú đã thống nhất với các bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, Bùi Ngọc Sơn, cựu nhân viên phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, liên hệ, thỏa thuận để Trần Thị Kim Ngân phát hành hai chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho vay 64 khoản vay, rút tiền cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Tổng dư nợ các khoản vay trên tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 127.384 tỷ đồng. Hành vi của Trần Văn Nhị, Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 110.064 tỷ đồng. Cùng hành vi, bị cáo Hồ Bình Minh, cựu phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá MHD, bị cáo Lê Huy Khánh, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Tầm Nhìn Mới đã thỏa thuận với nhau và với Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn phát hành chứng thư thẩm định giá, trong đó nâng khống giá trị tài sản, phát hành lùi ngày chứng thư để ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng SCB lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên bị cáo Trần Văn Nhị được bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đảm bảo cho ngân hàng SCB. Theo cáo buộc, bị cáo Trần Văn Nhị đã thống nhất với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn nhằm liên hệ, thỏa thuận để bị cáo Trần Thị Kim Ngân phát hành hai chứng thư thẩm định giá liên quan đến hai dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án 100 Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa, bị cáo Nhị thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đồng thời, bị cáo Nhị cũng cho biết từ lúc tạm giam đến giờ rất suy sụp với tinh thần và thấy ăn năn về hành vi vi phạm của mình. Vì lẽ đó, bị cáo Nhị đã tác động đến gia đình tìm cách khắc phục hậu quả và mong hội đồng xét xử khoan hồng. Trình bày trước hội đồng xét xử, bị cáo Trần Thị Kim Ngân cho biết mình được Nhị 10 hợp tác kinh doanh, do đó bị cáo Nhị gửi trước toàn bộ hồ sơ, giá phí thẩm định để công ty Thiên Phú thẩm định, giá thẩm định của chứng thư dự án Mũi Đèn Đỏ là 300 triệu đồng, còn phí thấp nhất mỗi hồ sơ Nhị được qua là 8 triệu đồng. Trước tòa, các bị cáo thuộc công ty thẩm định giá cho rằng do thời điểm đó là dịch Covid-19 nên tình hình công ty khó khăn. Vì sự sống còn của công ty nên các bị cáo phải chấp nhận phát hành các chứng thư thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản chứ không biết mục đích của SCB rút tiền tại chính ngân hàng của mình. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai nhiều lần muốn trả lại khoản hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. Theo đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về tội nhận hối lộ. Trong phiên tòa ngày thứ Tư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn bước lên bục khai báo có biểu hiện liên tục nói lắp, phải xin tạm dừng để bình tĩnh, được chủ tọa đồng ý. Sau đó, bị cáo Nhàn tiếp tục trình bày và thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Theo bị cáo Nhàn, nhìn vào các dự án của Trương Mỹ Lan dùng làm tài sản để đảm bảo cho các khoản vay tài chính lớn tại SCB, bị cáo Nhàn đánh giá các dự án có nguồn thu khi cho thuê mặt bằng, cho thuê căn hộ. Sau đó, chủ tọa lý giải tất cả các giải thích của bị cáo Nhàn và các thành viên đoàn thanh tra đều do các bị cáo tưởng tượng rằng khi các dự án hoàn thành sẽ đưa vào khai thác, nhưng không phải một dự án cứ hoàn thành là khai thác. Một bất động sản muốn sử dụng phải cho thuê. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn vẫn tiếp tục kiến nghị Ngân hàng Nhà nước đề xuất tạo điều kiện cho ngân hàng SCB được thực hiện tái cơ cấu. Trong khi đó, theo kết quả thanh tra, phải phân loại nợ xấu thì lợi nhuận SCB sẽ âm rất lớn. Vì vậy, đoàn thanh tra chỉ ra quyết định xử phạt hành chính 4 vấn đề sai phạm của SCB với số tiền 965 triệu đồng. Khi xây dựng dự thảo lần đầu phục vụ báo cáo với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ vào cuối tháng 1 năm 2018, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo tổng hợp bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu nhóm 4 và nhóm 5 với 3 dự án Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden với tổng dư nợ gần 38.000 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện rất nhiều sai phạm tại các khoản vay của nhóm 71 khách hàng cùng với một địa chỉ ở số 4 Nguyễn Thị Minh Khai nhưng lại bưng bít bao che không báo cáo. Nói về hành vi sửa đổi kết luận thanh tra ngân hàng SCB của bị cáo, hội đồng xét xử cho biết nếu năm 2018 Ngân hàng SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chuyển sang cơ quan điều tra thì không xảy ra vi phạm phạm tội của các bị cáo như bây giờ. Bên cạnh đó, với cáo buộc, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ từ Trương Mỹ Lan, bị cáo thừa nhận đã nhận tiền 4 lần thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB. Trình bày trước hội đồng xét xử, bị cáo Nhàn cho biết Sau hai đợt thanh tra, bị cáo không nhận bất kỳ quà gì từ ngân hàng SCB. Khi hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra đã chỉ ra sai phạm SCB. Tất cả báo cáo lên theo đúng quy định. Theo lời khai của bị cáo Nhàn, sau 4 lần nhận tiền, Võ Tấn Hoàng Văn tiếp tục gửi tiền, nhưng bị cáo này thấy sai nên đã từ chối. Tại tòa, bị cáo Nhàn còn khai nhận thêm nhiều lần tìm cách liên hệ với Võ Tấn Hoàng Văn trả lại 5,2 triệu đô la Mỹ nhưng bị từ chối. Về việc cất giữ số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ, Nhàn khai gửi tại nhà của người cậu và 2 lần đưa về quê ở Nam Định. Bị cáo này cho rằng những người này đều không biết tiền ở đâu mà có. Theo bị cáo Đỗ Thị Nhàn, khi Võ Tấn Hoàng Văn bị khởi tố, bị cáo đã định đem tiền nộp lại cho cơ quan điều tra, nhưng đến thời điểm đó mẹ bị cáo mất, 2 ngày sau thì bị cáo bị bắt. Buổi làm việc đầu tiên với điều tra viên, bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền. Tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ cho biết đã nhận được bản dịch cáo trạng và đồng ý với cáo buộc của Viện Kiểm sát. Bị cáo Chu Lập Cơ khai đã ký các văn bản đảm bảo vay vốn của ngân hàng SCB theo yêu cầu của vợ mình, tức bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Chu Lập Cơ khai không biết ký bảo lãnh vay vốn cho những ai, bao nhiêu tiền. Trình bày lý do ký các văn bản theo yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Chu Lập Cơ khai đồng ý ký vì muốn giúp SCB vượt qua khó khăn. Khi được hội đồng xét xử hỏi về việc bị cáo có nhận thức được việc làm của mình gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng cho SCB hay không, bị cáo Chu Lập Cơ trình bày rằng hiện đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân. Ở phiên xử trước đó vào ngày 7 tháng 3, vợ chồng bị cáo Chu Lập Cơ đã xin hội đồng xét xử cho phép ủy quyền cho con gái được thu hồi nợ của những tổ chức cá nhân bên ngoài để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Bị cáo Chu Lập Cơ bị truy tố về tội rửa tiền và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, hành vi giúp sức cho vợ của bị cáo Chu Lập Cơ gây thiệt hại cho ngân hàng SCB, số tiền hơn 9.000 tỷ đồng. Chủ hàng tên là gì? Chủ hàng. Và anh là chủ tàu này là anh với anh em đi làm luôn không? Chủ tàu thì bà Nguyễn Hậu là chủ tàu. Rất nhiều đấy. Không rất nhiều. Tại nhân kia. Đúng không? Đi đây là tổng cộng là anh là trên tàu là có 5 người. Đến nhà bà này bao giờ chưa?